Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, thì trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tăng dần về quy mô và mức độ ảnh hưởng. Tính bình quân mỗi năm thì Vĩnh Long xảy ra từ 120 đến 130 điểm sạt lở, làm mất hàng ngàn mét bờ sông cùng các công trình hạ tầng khác. Từ năm 2021 đến nay, tổng thiệt hại do sạt lở và sụt lún hơn 65 tỷ đồng. 112 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 42 hộ phải chuyển chỗ ở do nhà cửa bị sạt lở xuống sông. 23 khu vực bờ sông, kênh rạch đê bao bị sạt lở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tình huống sạt lở nguy hiểm khẩn cấp với hơn 12.000 mét. Trong tổng số 431 khu vực đã xảy ra sạt lở. Để khắc phục sạt lở, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư 4.351 tỷ đồng để kiên cố 40.071 mét bờ sông, đồng thời hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố hơn 12,3 tỷ đồng nhằm đầu tư khắc phục công trình thủy lợi bị thiệt hại do sạt lở bờ sông gây ra. Tuy nhiên, kinh phí bố trí đầu tư hàng năm cho công tác ứng phó, xử lý và phòng chống sạt lở bờ sông chỉ đáp ứng một phần nhỏ so với kinh phí theo kế hoạch. Công tác dự báo về sạt lở tại các tuyến sông trên địa bàn tỉnh chưa được hoàn thiện, nên việc ứng phó với sạt lở bờ sông đang rất bị động. Thời gian qua chủ yếu tập trung cho công tác khắc phục khi đã xảy ra sạt lở.